Rồi rồi, cứu được rồi. Cái con bò con này, em đi ăn chỗ nào mà lại rơi xuống dưới cái hồ như vậy? Hà má, bình tĩnh, hà má bình tĩnh. La 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 la, hôm nay được đi chơi công viên. Chị bé Na ngồi chơi cát rồi. Thôi bây giờ mình chơi cầu tuột đi. Ở đây có cái cầu tuột mới nè. Yeah, chơi đã quá đã quá. Đi chơi chung mà chị bé Na toàn ngồi chơi cát không à, không qua chơi chung với mình. Ý, đằng kia có cái sở thú kìa, qua đó xem thử. Đây là sở thú Ken Channel nè. Bình thường phải mua vé mới được vào bên trong á. Ủa, nhưng mà sao hôm nay cái cửa lại mở vậy ta? Vậy thôi mình vô luôn, khỏi cần mua vé. Ôi, chị con ở trong trường có vui không? Vui gì đâu anh ơi, em buồn lắm. Anh có thể mở cửa cho em ra được không? Không được, không được. Lỡ mở ra rồi, em đi mất chú bảo vệ sẽ la anh sao? Em hứa đó, em hứa là em ra ngoài em chạy vòng vòng một hồi, xong rồi em vô thôi à. Ngồi ở đây riết em không có tập thể dục được. Thôi được rồi, anh mở cửa cho em ra đó, nhưng mà em nhớ quay lại liền nha. Dạ, cảm ơn anh. Em nhớ rồi, em đi vòng vòng một hồi em quay lại. Nhớ nha, nhớ quay lại đó, để chú bảo vệ la anh á. Hello, hello Đà Điểu. Đà Điểu trong đó có vui không? Vui gì đâu anh khỉ ơi. Ủa mà sao anh được ra ngoài vậy? Anh mở cửa cho em ra với. Ha, chị nhỏ. Có một cậu bé đã mở cửa cho khỉ, nên khỉ đã biết cách để mở khóa rồi. Vậy hả? Vậy anh mở khóa giùm cho Đà Điểu đi. Dễ lắm nè, chỉ cần mở cái công tắc này gật qua một cái là được à. Thấy chưa? Thấy khỉ học hỏi nhanh không? Wow, anh khỉ thiệt là thông minh á. Cảm ơn anh khỉ nha. Giờ Đà Điểu cũng chạy đi vòng vòng cho thoải mái đã. Cái này là gì đây? Ồ, đây thì ra là ba cái trứng Đà Điểu. To ghê chưa? Ồ, lần đầu tiên mình mới thấy cái trứng Đà Điểu nó to như vậy đó. To gấp mấy lần trứng gà. Ê, khỉ kia. Sao lại thoát ra được khỏi chuồng rồi? Mà còn định ăn cắp trứng Đà Điểu nữa hả? Trả lại đây. Không có. Chỉ cầm xem thôi chứ khỉ không có ăn cắp đâu. Còn cái nữa. Bắt lại. Bắt bỏ vô chuồng lại mới được. Con khỉ kia dừng lại. Đứng lại mau. Ủa, gì vậy? Hả? Mình có đang nằm mơ không vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Dừng lại. Ủa, mình có nhìn lộn không vậy? Tại sao con hà mã lại chở một cậu bé chạy như vậy? Hà mã bình tĩnh. Dừng lại. Sao chạy dữ vậy? Dừng lại. Tiêu rồi. Nó chạy ra khỏi sở thú luôn rồi. Bây giờ nếu mà mình dí theo á, thì những con vật bên trong nó sẽ chạy ra luôn. Thôi, mình sẽ đóng cổng lại để cho tụi nó không có chạy ra được. Dạ, khỉ cứu lạc đà ra khỏi chuồng rồi đó. Cảm ơn anh khỉ đi. Dạ, cảm ơn anh khỉ. Công nhận anh khỉ thông minh ghê, biết cách mở khóa luôn. Chứ sao, khỉ học được từ cái một cái cậu bé đó. Thôi, bây giờ mình đi cứu những chuồng khác đi. Ơ, ở đây có em Sóc nè. Sóc ơi, em có muốn ra ngoài không vậy? Anh khỉ giải thoát ra cho em. Anh khỉ ơi, anh khỉ mở cửa cho em đi. Em không muốn bị nhốt. Được rồi. Cửa mở rồi nè, chạy ra đi. Cảm ơn anh khỉ. Bây giờ em có thể được tự do chạy nhảy lên cành cây rồi. Vui quá. Lò vật chúng ta vui nhất là khi được ra sống ngoài tự nhiên. Hả? Ở đây là một anh sư tử hả? Anh sư tử này to quá. Mình có nên giải thoát cho ảnh không ta? Khỉ ơi, khỉ mở cửa chuồng cho anh ra đi. Anh ở trong này cũng chán quá. Không được, lỡ như em mở cửa ra rồi anh sư tử ăn thịt em sao? Anh hứa luôn á là anh không có ăn thịt khỉ đâu. Nhưng mà biết đâu được, lỡ anh đói bụng anh ăn thịt khỉ sao? À, khỉ có cách rồi, anh đợi khỉ xíu nha.
Thằng khỉ này không biết lại đi đâu nữa rồi. Đây 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 đây. Nếu như anh chịu bịt miệng lại và cột tay lại thì khỉ sẽ mở cửa cho anh ra. Chứ khỉ sợ anh ăn thịt khỉ lắm. Được 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 được. Mạc ơi mạc ơi, đói bụng mạc ơi, đói bụng mạc ơi, đói bụng, đói quá đói quá. Ủa tiếng gì kêu vậy? Hả hả hả? Ủa con gì vậy? Mạc ơi đói bụng, mạc ơi đói bụng. Trời, ở đâu ra ba con đà điểu con vậy? Sở thú mình đâu có đà điểu con đâu ta. Nè nè, dừng lại dừng lại. À biết rồi, đây là ba con đà điểu con được nở từ ba quả trứng này nè. Mẹ ơi đói bụng, mẹ ơi đói bụng, đói bụng mẹ ơi. Rồi rồi rồi, ở trong đây đi, để anh bảo vệ đi tìm mẹ của mấy em nha. Mẹ về rồi, mẹ về rồi đây. À chú bảo vệ định hại những đứa con của ta hả? Xem đây xem đây. À trời, dừng lại dừng lại. Đà điểu đà điểu đâu có làm gì con của đà điểu đâu. Hả? Hồi nãy con khỉ đà điểu ra khỏi chuồng, bây giờ toàn bộ động vật trong sở thú của mình đã bị ra khỏi chuồng hết rồi. Chuyện gì vậy? Thôi lần này tiêu rồi, lần này chắc không xét đuổi việc mình quá, mình phải chạy mau ra mình khóa cửa mới được. Hả? Rồi xong, đã khóa xong cái cổng rồi. Ôi cảm ơn em bé nha. Sao em biết em đóng giùm cái cổng cho anh vậy? Dạ tại vì bình thường là sở thú đóng cửa, hôm nay thấy mở cửa nên em sợ những con thú ra ngoài đường nên em đóng lại đó. À thì ra là vậy. Cảm ơn em nha. Anh ơi, anh có thấy một em bé đội cái nón ở đâu không? À không, anh không thấy. Vậy thôi để em đi kiếm em của em đây. Nghe nghe anh bảo vệ, hồi nãy có một em bé cởi trên con hà mã đó. Sao anh bảo vệ nó là không biết? Còn đội cái nón nhiều màu sắc nữa. Ờ đúng rồi, khỉ nhắc mới nhớ. Đúng rồi, cậu bé đã ăn cắp con hà mã, mình phải giết theo mới được. Cô ba ơi, ba. Ba ơi em ở đâu rồi ba? Ba ơi ba. Ba ơi ba. Ba ơi em ở đâu rồi ba? À, đằng kia có con hà mã đang ngủ kìa. Vậy là sau khi thoát ra khỏi sở thú thì nó chạy tới đây để nó ngủ. Bây giờ mình phải bắt nó lại mới được. Nhưng mà mình bắt bằng cách gì đây ta? Con hà mã nó to quá. Cứu với. Ơ, đằng kia có tiếng kêu cứu kìa. Có khi nào là em bo không ta? Nhanh lên, mình phải tới cứu mau. Cứu tôi dây. Hả? Em bò bị rơi xuống nước. Cái hồ này sâu lắm, người ta ghi biển cấm mà. Bò ơi, em bình tĩnh nha. Để chị kêu người tới cứu. Tại chị còn nhỏ lắm, chị không có tự cứu được. Chú bảo vệ ơi. Đằng kia có một em bò bị rơi xuống nước. Hả hả, chuyện gì? Dạ, ở đằng kia kìa, có một em bò bị rơi xuống nước rồi. Anh phải cứu mau, nếu không bạn ấy bị chết đuối á. Hả, bảo vệ kìa, chạy thôi. Ê, con hà mã kia, hà mã, dừng lại. Thôi không xong rồi, mình phải đi kêu người khác mới được. Đợi anh, anh sẽ cứu liền. Bò ơi, bình tĩnh, sẽ có một anh bảo vệ tới cứu em thôi. Cứu tôi dây. Rồi, cứu được rồi. Cái con bò con này, em đi ăn chỗ nào mà lại rơi xuống dưới cái hồ như vậy? Dạ, tại em ăn cỏ xong khát nước, em định tới hồ em uống nước. Ôi, cảm ơn anh bảo vệ nha, cảm ơn chị Bé Na. Em nhớ nha không, ở những nơi có cái biển là cấm bơi, có nghĩa là hồ rất là sâu, thì em không được tự ý tới một mình nha chưa. Với lại nữa, đi đâu là phải đi chung với người lớn,
chứ gặp những chỗ hồ nước sâu nguy hiểm như vậy á, nếu mà lọt xuống chỉ có mà chết thôi. Dạ em biết rồi, em xin lỗi à. Thôi thôi, được cứu rồi, em hãy về nhà đi để mẹ em trông. Dạ em hứa từ rày về sau không có tự ý đi ra hồ nước một mình đâu ạ. À. Ủa Bo, em làm gì ở đây vậy? À thì ra cậu bé này đã ăn cắp con hà mã nè. Ờ chú bảo vệ ơi, không phải đâu ạ. À. Hồi nãy trong sở thú em thấy con hà mã đang ngủ, em leo lên định chơi với nó, không ngờ nó giật mình, nó tỉnh ngủ và nó sợ quá nên nó bỏ chạy đó. À thì ra là vậy. Vậy bây giờ em đang định làm gì vậy? Dạ em thấy có một cái chuồng trống cho nên em đã dùng cỏ để dụ hà mã vô, em nhốt lại đợi anh tới anh mang về sở thú đó ạ. À. Thì ra là một cậu bé thông minh, anh hiểu rồi. Bây giờ anh sẽ gọi điện để mang xe tới đưa con hà mã về sở thú lại. Cảm ơn em nha. Dạ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.